Dạ xin kính chào quý bà con cô bác trên kênh của Dung Văn Dung Vẽ. Hôm nay thì Dung đang trên đường đi xuống Phan Thiết để quay cái chương trình ghi hình chương trình học đại đội đời, và buổi trưa thì có ghé tại cái quán cơm là hôm nay thì Dung đi đến đây thì sư phụ đã chờ sẵn rồi cả nhà. Và hôm nay thì được sư phụ báo là cái chương trình học đại đội đời tập này sẽ rất là đặc biệt. Sẽ có một người có thể Dung gọi là anh, có thể gọi là sư huynh, nhưng mà rất là nổi tiếng ở trong ngành, đó chính là đạo diễn Minh Mấm. Và nãy giờ thì Dung cũng có nhắn với sư phụ là cũng nhờ sư phụ là xin cho một vai, nhưng mà không biết làm sao thì thôi cứ gặp sư phụ đi, xong rồi để sư phụ chỉ cách rồi hướng dẫn. Chứ còn giờ mà trong ngành Dung cũng đâu có phải là trong ngành giải trí đâu, Dung cũng không có biết được là làm như thế nào để mình có thể xin được vai hay là gì đó, thôi cứ nhờ sư phụ đi. Thì bây giờ thì sư phụ hả? Sư phụ ăn cơm rồi phải không? Đâu không bác, đang đi kiếm mua trái cây. Sao mua trái cây ở đây sao có? Thì bởi vậy tự nhiên vô quán cơm, nãy chạy qua mấy cái chỗ bán trái cây ngon ghê mà chạy hút luôn, không có mua. Nãy không nói em dừng ở trên trạm dừng chân trên kia em mua. Không, ở đây là địa phận của tỉnh Bình Thuận. Dạ. Trái cây nổi tiếng nhất là thanh long, mà gặp anh đạo diễn Minh Bấm anh thích ăn thanh long nữa, cho nên là chỉ mua vài ký thanh long tặng ảnh là ảnh sẽ khoái liền đó. Ảnh sẽ cho em một cái vài vai xuất hiện đi ngang khung hình, xe đẩy trái cây gì cũng được hả? Thì miễn là có vai thôi, nhưng mà lên được tivi là được, nhưng không mà được thì chỉ cần được lên tivi thôi. Nhưng mà sao hồi nãy không nói cho em, cho nên là nãy giờ anh đứng anh địa, anh thấy ở đây kỳ quá không? Là sao? Thì ví dụ như trái cây mình mua về thì còn ngon đúng không? Dạ. Mình cúng ông thần tài ông thổ địa xong rồi mình xuống mình ăn chứ đúng không? Được, thì em thấy mọi người mình vẫn ăn làm mình mời đúng được phải không? Thì em thấy mọi người cũng làm vậy á. Anh thấy đang được cúng nè, tính sinh trái. Sao bộ tính sinh của ông thổ địa ông thần tài hả? Hỏi chị cũng có cơm vậy. Chị thanh long có bán không chị? Không có thanh long. Thanh long á? Ý là em mua bao nhiêu ký? Không, anh mua ít thôi. Mấy trái hả chị? Không, mấy trái hả? Chị lái cho em chứ mua gì đâu. Có. Có luôn hả chị? Chị dễ thương. Ủa chị đang ăn cơm? Đang không, chị đang, có trong nhà. Đang chị tính nhà. Đi xin của ông thổ địa mà bây giờ không, chị có chị nhà. Cho luôn. Chị cho luôn. Sao quán dễ thương vậy? Chị dễ thương quá. Cái này ở địa bàn ở khúc nào sư phụ? Chị cho mọi người ở đi đường là... vô ăn cơm. Ở đây huyện gì anh? Đây huyện gì chú? Hàm Tân. À huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Hàm Tân. Dạ. 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 Dạ thị trấn Tân Nghĩa hả chú? Quán cơm là quán cơm cơm niêu Thanh Thủy. Trời ơi dễ thương ghê. Kìa. Trời lấy thêm một trái ở chỗ ông điện nữa hả? Lấy bánh nữa, lấy bánh. Lấy bánh nữa hả? Sao giống lắm quá. Luôn á sao bộ. Sao chị gom quá trời vậy? Trong nhà có gì gom cho hết luôn rồi. Mình đi mới gom mới cho hết luôn. Chỉ có xem anh á. Chị có xem. Dạ. Chị sẽ bộ đi ở đâu? Chị đi gom ba cái bàn thần tài. Trời ơi chị đi gom ba bàn thờ luôn rồi chị. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị gái nhiều. Cảm ơn chị nhiều nha. Chị nghe. Dạ cảm ơn chị. Chị muốn ngon bên chỗ bàn thờ ông Đĩa hả? Ông Đĩa ơi cho tụi con xin trái thanh long. Dạ, dạ. Cái này là biếu này cũng quý phải không chị? Thôi chị lại lấy thêm ông Đĩa thêm hai trái. Dạ thôi chị ơi, được rồi chị. Dạ thôi. Dạ thôi, dạ thôi. Dạ thôi. Mà... Dạ, thôi. Dạ được. Dạ em cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị nhiều. Dạ, chị là chị Thủy luôn á hả? Thủy. Ồ, chị Thủy. Chủ quán luôn hả? Chủ quán, ngay chủ quán luôn. Vì... Dạ rồi. Mà giờ này ra đây cái đường này đường mới thấy. Không ngờ là vô quán mình ăn. Hễ là lần nào mình đi ngang đây em sẽ ghé ủng hộ quán cơm chị. Đi về cũng sẽ ủng hộ. Dạ chị Thủy rất là vui tính. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhiều. Dạ cảm ơn chị. Dạ chị Thủy. Dạ cảm ơn chị Thủy. Thủy ăn cơm tiếp đi. Dạ. Cảm ơn chị Thủy. Cảm ơn chị. Đạo diễn ăn cơm xong đạo diễn phải ngồi uống nước. Hút thuốc đồ để đạo diễn coi như là thư giãn. Dạ chào đạo diễn. Dạ em chào anh. Chào em. Dạ em chào anh. Chào em. Dạ. Ngồi em nghe. Ngồi đi anh. Em nghe anh Khương giới thiệu anh lâu quá bữa nay mới được gặp anh. Dạ giới thiệu là quý khán giả của Dung Văn Vẽ, đạo diễn Minh Mấm. Chào anh. Một đạo diễn tài danh. Dạ. Nghe tiếng đẹp trai. Lâu quá bữa nay mới được gặp. Trẻ. Đưa anh lên cầu quá vậy. Ốm. Sao em nói ngược trắng vậy? Trắng nữa hả? Sao nói ngược hết trơn vậy? Đẹp trai là nói ngược rồi. Ốm nữa. Đó. Anh cũng nghe Khương nói về em nhiều lắm. Dạ, thì dạ. Đó sáng em dắt nhắc Dung Văn Vẽ rồi. Nhưng mà ý anh đau găng hay gì? Hả? Anh đau găng hay gì? Đâu có.
Nói chung em là ảnh là đạo diễn phim truyền hình. Dạ. Ảnh làm nhiều phim nổi tiếng lắm. Dạ. Trong đó anh may mắn anh tham gia được với ảnh một cái phim là Bánh Mì Ông Màu. Dạ. Đó, cho nên cái vai của anh nhỏ nhỏ xíu à, nhưng mà được bà con bác rất là yêu mến. Đi đâu bà con bác cũng nhắc hết. Dạ. Sắp tới thì ảnh cũng sẽ làm những dự án phim. Ảnh cũng sẽ cho anh vai nhỏ 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 để cho ra đó anh sáng tạo thêm với cái sự hướng dẫn của ảnh thêm. Để nhỏ là cái tay nhỏ xíu luôn rồi. Để bà con bác xem. Dạ. Đó, mà anh thì anh nhận thấy là em cũng có một cái tố chất về diễn xuất rồi ca hát. Đó. Nói chung em biết chút chút anh. Thì đam mê nghệ thuật không? Phim thì dạ, mình cũng cần anh. Phim thì mình cũng cần những cái vai diễn như là ví dụ những diễn viên lớn thì người ta cần những vai lớn cái chính. Thì vẫn cần những cái vai nhỏ. Dạ. Nhỏ thôi. Nói chung là chỉ cần xuất hiện trên màn hình thôi anh, còn mấy giây hay mấy phút bao nhiêu cũng được anh, không sao hết. Không quan trọng luôn. Dạ, không quan trọng luôn. Dạ, đây thì mới mua. Dạ, dạ hai thì trò em nãy giờ anh Cương cũng nói là anh thích ông Thanh Long đúng không anh? Dạ, anh thích ăn trái cây lắm. Dạ. Này trái cây Bình Thuận anh. Thanh Long. Bình Thuận luôn á, Thanh Long Bình Thuận. Dạ. Dạ. Ngon ha. Bắt mắt dạ. Không? Ngon không anh? Ơi, dạ. Dạ ngồi chị. Ôi nữa hả chị gom hết luôn hả? Em chị gom hết rồi để mai chị đặt cái tháng nữa. Dạ 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 con chị Thủy. Cảm ơn chị. Cái tháng gạo dạ. Mày đó. Dạ con chị Thủy. Cảm ơn chị Thủy. Trời ơi thương ghê. Đó. Sủi bớt đi. Em lột cho anh Minh đi. Vẫn còn cái ai á. Không sao đâu, làm trời mưa xuống nó bụi nó bám cái mưa xuống nó hộc hộc. Hơi bụi á. Mở cho anh trái anh cho anh mát cây rồi mình. Nhưng mà giờ không có dao á. Thì anh ăn nguyên trái được mà. Ủa vậy đó hả? Nè. Ý là ăn vậy luôn á hả? Nè. Ủa nhưng mà cũng phải lấy dao cắt chứ. Ừ, ăn nguyên luôn có gì đâu cắt chi. Trời ơi trái cây ăn vậy nó ngon, cắt qua dao đâu ngon đâu. Cái đó sư phụ ăn đi để em lột cho anh Minh. Nè. Để em lột cho. Ừ em lột đi cho có thằng ý. Đây. Trời ơi ngon. Đã không nhìn đã. Tức là em phải kêu ảnh bằng sư huynh nha. Không phải vì lớn tuổi mà ảnh là coi như là đệ tử YouTube. Em làm cái kênh anh trước. Đúng rồi. Bé Dung. Dạ. Là nhưng mà anh đến sau nha. Trời ơi hân hạnh quá. Về sau á. Anh giờ mới có 70.000 đăng ký à. Ồ vậy Dung hả? Là 117.000 đăng ký rồi. Em bữa nay được 110.000. Dạ. Xin được phép đó. Nha. Dạ cũng nhờ sư phụ cũng hướng dẫn cũng định hướng. Dạ anh ăn đi. Anh ăn đi. Dạ. Anh giỏi quá ta. Tuổi trẻ tài cao ha. Anh biết sao anh lu bu cái anh bỏ kênh cũng thời gian. Sáng mới nhận quá trời. Dạ. Đó, anh mới nói là tại vì Lubu làm kịch bản kia này nọ với lại đi quay á, thành ra cái không có làm gì tốt, nãy giờ mới quay clip này up lên này đang up nè. Cái nhiều khi bị lười anh xong rồi cái không làm á. Thì nói vậy á, có nghĩa là khi Cương vừa nói á, thì mình mới thấy à sao không làm nữa. Hồi trước anh Cương lập cho em cái kênh xong rồi cũng em làm được mấy tháng xong em cũng bỏ gần năm á. Xong em mới làm lại mấy tháng nay. Bỏ năm luôn hả? Gần năm luôn á. Trời ơi. Cũng chắc cũng cỡ anh Minh đó cho phụ hả? Anh vậy 10 tháng rồi. Em cũng 10 tháng gần năm á, hơn á. Cỡ đó đó. Rồi mới làm lại chắc được cỡ 4-5 tháng nay. Dạ hả? Dạ. Bây giờ ngày nào cũng lên clip rồi sao? Dạ ngày nào cũng có clip. À. Dạ. Hay vậy ta. Hỏi hả công chuyện anh đi sắp tới phim rồi anh sao? Anh đây xin sắp tới. Dạ xin. Không. Cắt không biết à. Đâu xin dài. Ý là đợt tới này phim anh cần vai gì đó. Cần vai gì hả? Dạ. Em thích đóng cái gì á? Để lộ vai gì á? Ủa cái gì anh cho chọn luôn á hả? Không hỏi trước chứ không phải là chọn. Ủa vậy đó hả? Mình, cái nghĩa mình thích cái kiểu mình đóng như thế nào á thì mình mới thể hiện hay nhất. Giống như Cương vừa là thích cái vai mà giống như là mà khịa người ta hay là chọc người ta, kiệu phá người ta vậy đó. Bây giờ thể hiện hay nhất là vậy. Bây giờ em thì thật sự cũng không phải là diễn viên thành ra là cũng không có biết là mình thể hiện cái gì. Không là, có là, có đi diễn à, diễn chùm nổ mùa 1 mà. Dạ thì có chùm nợ một anh Cương có giao cho vai đi ra chửi ta. Rồi cũng có đóng mấy MV nữa mà. Chửi anh Cương với chửi anh Nói chung có đóng. Nói chung có đóng. Đóng bây giờ chửi chứ không, không? Chứ không phải là MV. Dạ, cũng được chứ không phải là diễn được viên. À. Dạ được luôn. Mà kỳ này sắp tới bên chưa quay gì thiếu nhi mà. À, thiếu nhi thì em là mẹ cũng được luôn. Mẹ thiếu nhi, mẹ chửi thiếu nhi hả? Dạ. Hoặc là cưng thiếu nhi hoặc là giỡn với thiếu nhi kiểu gì cũng được luôn. Dạ. Cảm rồi góc móc của Mỹ được không? Cái đó em chưa thử. Cá đi anh, thử đi. Cá hả? Anh giờ anh cho tình huống diễn thử đi. Cá tình huống giờ sắp tới nè. Sắp tới con dài, ví dụ vậy. Dạ. Em bị người yêu bỏ. Dạ. Bỏ người Bình Thuận. Dạ. Đi vô quán cơm ăn xong cái người em bỏ trốn luôn. Cái dài đó mới đóng hôm qua mà. À. Mới đóng đâu? Hôm qua em mới quay cái clip á là em đi vô quán ăn xong rồi cũng bị bỏ trốn luôn á. Ủa vậy hả?
Dạ. Hôm qua là thử, chứ Khương hả? Dạ. Bây giờ đóng lại thử coi. Nhưng mà anh này không phải, bỏ không phải là trốn người ta dịch. Không phải bồ em bỏ đi là không tính tiền, bỏ đi là cái tâm lý khác. Dạ. Bọn này là giận gây lộn, bò chia tay luôn. Ủa vậy luôn hả? Chia tay. Chị anh Giang đóng không anh? Giang đóng dây Nam không? Giang dây Nam phải không? Giang cơm à? Giang cơm hả? Cô Tư, Tư đâu rồi? Cô Tư. Tư nghe đóng nó trốn rồi. Anh đạo diễn anh thiệt thảo luôn đi, anh làm con trai luôn đi. Anh diễn dở lắm, thiệt. Thiệt. Anh mà kể. Được anh không làm đạo diễn đâu. Thiệt. Làm diễn kiếm là nhiều người biết hơn, mình vui hơn chứ. Không vô biển trường quay mình không còn phải lo nghĩ nhiều. Dạ. Giờ có tác trời tay ơi không? Làm. Có tác một tay không? Ai tác một tay? Thì tác một tay em đóng cho cũng được. Dạ thôi. Dạ được rồi. À, dạ được rồi. Tác chia tay hả? Tôi dạ được chia tay đi hả? Tác cái bóp. Nhạc nổi lên. Tác một tay chia tay. Em nghĩ chắc không cần đâu. Dạ. Hụ luôn. Em nghĩ chắc không cần. Lấy không cần tới tác một tay đâu. Nhất là giờ không tác mà em khóc được mới hay. Đau quá, đau từ trong lòng á. Vậy đó anh. Diễn viên chỉ tập trung 1, 2, 3 nếu mà người nào lấy cảm xúc quen á, 1, 2, 3 là khóc rồi. 1, 2, 3 cũng liền. Còn nếu giờ mình mới á, có thể nửa tiếng. Có thể đến tối luôn đó. Dạ. Để có nhiều cảnh phải cho người ta nuôi tâm lý diễn viên mới mà. Dạ. Nói chung hồi giờ là chưa có nuôi mấy cái bài tâm lý vậy anh. Bây giờ nó mới khó. Dạ. Bây giờ mình chửi dễ lắm. Vậy hả? Ờ, thế mà. Bây giờ em nghĩ tới cảnh nào em khóc được? Dứt khỏi. Giật hụi cũng chưa khóc được. Ủa chưa được rồi. Giật hụi vẫn khóc. Anh thấy mất tiền, anh khóc. Anh mất tiền khóc là. Anh người ta dịch tiền khóc hụi. Bỏ anh khóc chứ. Em mất tiền khóc liền à. Vậy hả? Ai chắc tùy theo tâm lý từng người. Không, em mất tiền em cũng không khóc mà bồ bỏ cũng không khóc. Nhưng mà nghĩ tới ba mẹ gì đó thì có thể khóc. Rồi nghĩ ba mẹ. Nghĩ ba mẹ sinh đứa nữa đi. Nữa. Ý là nghĩ ba mẹ em đang sinh một đứa nữa mà sẽ không thương em nữa. Em đang không. Nghĩ tới ba mẹ 70 mấy tuổi rồi mà giờ còn sinh thêm một đứa nữa, ba mẹ sẽ thương em, không có thương mình nữa. Để mình khóc, lấy tâm lý đó mình khóc. Lấy tâm lý đó à? Ừ. Cái khác đi chứ bây giờ mới đang sinh dai mà bây giờ kêu khóc cái khóc liền, ngó một bộ hơi khó à. Cát phải vậy đó. Đâu vậy có đó dễ dàng, em bữa em đi cát phim là em phải lên trường quay, em phải ra, em phải ngồi đợi có ngàn diễn viên cáp, đạo diễn cáp. Rồi lên đây mình may mắn là mình được gặp trực tiếp đạo diễn nè. Trực tiếp đạo diễn luôn. Trực tiếp luôn, cáp tại hiện trường luôn. Cáp trực tiếp luôn nữa, người ta thấy cái bài. Dạ. Không được làm dây khác. Dây khác đi, cho em dây khác đi. Chứ giờ mới vô mà cảm xúc mà khóc cái liền em thấy giờ chắc nó bộ hơi khó. Em hát thử bài à? Dạ cũng được anh. Hát thử bài anh. Hát bài gì giờ ta? Tự nhiên cái hát cái không nhớ à. Chắc hôm 10 giờ á. Hôm 10 giờ nha, hôm 10 giờ nha. Dạ. Hôm chia tay chiều chủ nhật, anh bảo rằng tuần sau anh tới. Hái một nụ hoa xinh xinh màu tím tím, anh cài lên mái tóc thề. Diễn xuất luôn. Rồi hẹn tuần sau khi hoa 10 giờ nở, anh sẽ đến thăm em. Hay quá. Em trông chờ từng phút bao đêm rồi không ngủ, mong đến ngày được gặp anh. Rồi thật sự ra cái casting nó là cái gì phải không? Thật sự người ta sẽ thử em về vấn đề mà dạng dĩ. Dạ. Là có nhiều người ta nói thôi em biết hát, thôi em hát dở lắm. Thật sự không phải là ta muốn nghe em hát đâu. Dạ. Có nghĩa kia em hát là em hát, kia em diễn xuất luôn, em diễn luôn. Là làm kia làm á. Có nghĩa là cái nghệ sĩ á, hay diễn viên á, cần nhất cái đầu tiên là dạng gì? Ý là giảm làm á anh. Đúng rồi. Tại vì người ta không phải là người ta nữa, nếu em nhận một vai đâu phải là em đâu. Dạ, dạ. Cái vai đó không phải là em đâu, vai đó là nhân vật. Dạ. Nên nó làm cái làm gì? Oh. Mà em dạng á. Không lý nào là được rồi. Không lý là được rồi. Thật mà. Nói dạ. Nó diễn viên không phải là nhiều lúc nữa hát đi. Nói em biết hát. Em biết hát thôi, em ngại lắm hả? Không, mắc cỡ lắm hả? Thôi không thuộc. Thôi em gì là em hát dở lắm. Dạ dạ. Cứ hát đi, chưa chắc gì hay mà cũng chưa chắc gì dở. Dạ. Nhưng mà dạng cái đó, dạng là em thành công mà. Nghệ sĩ là hay là diễn viên là vậy. Dạ. Dạng dĩ lắm. Càng dạng dĩ là càng làm rất làm diễn viên rất là dễ. Thế thôi à. Oh.
đó là em được cái yếu tố đó rồi đó, còn từ từ anh sẽ phát hiện thêm yếu tố khác. Đến lúc có yếu tố cùng cùng chúng ta nữa, có nghĩa là nhiều cái da cần tính cách, nó nói là thực sự trong nghề nói cùng cùng được là nói cho vui, nó hơi sầm sàm không anh? Đúng rồi, có nghĩa là nhiều cái da tính cách đó. Dạ. Cho nên cách tự nhiên đứng đó, cái em có thể làm em thấy diễn viên không, có lúc người ta đứng mà cỡ ta đứng, ta nói thọc thội giống như là ta la gì đó. Dạ. Mà người ngoài nhìn vô đứng cùng cùng bây giờ nó đang bị gì vậy? Dạ. Trong nghề nói cùng cùng là vậy, la nhưng thật cận đó đang tập. Dạ. Những cái giai mà những cái giai có la như em thích á, làm cái giai đó là cách hay lắm á. Vậy hả anh? Với tính cách dễ nhớ. Thì anh Giang cơ mời kìa diễn đi. Mà anh Giang diễn kìa. Vậy người con anh Giang như là bà Giang. Ba em đi. Ba Giang hỗ trợ để con cắt để có vai cái ba Giang. Coi như ba giờ nó bụng xỉu không? Ba chết đi. Ba chết hả? Nó bụng xỉu đang hấp hối. Vậy anh chị lắm nha. Chú giúp giùm gái tôi. Gái là cùng hai cha con cũng đi từ tốt ở dưới đất nằm lên đây đi xin ăn bữa giờ xin ăn tùm lum tùm la, gặp nó chú tôi vừa chú tôi cho ăn được nước cơm, nay chú rủ ra đi học ở đó rồi. Dạ. Chú thấy gái tôi nó có chuyện chồng là taxi rồi sáng nay nhờ chú mình đang cắt chuyện viên thì chuyện chồng là MC thì đó hồi nãy chú cường vừa giới thiệu là MC đang nó cường vừa đó, đang vừa rồi. Kêu về dung vô cáp thử coi dây đồ nữa để đóng pin vô ba tự giới thiệu làm MC sao vô gia vậy thì ba mong muốn là con gái có cái này cái kia xong ba xin gì đó rồi anh cho gì anh cho. Hồi nãy gái anh nói á là nghĩ về cha mẹ mới khóc, em yêu cầu một gia đình cần khóc lấy nước mắt rớt từ đây ra đó, khác nào còn ba chết không ba, không ba nhiều khi bệnh mà đây ra là chứ còn mà nhỏ nước hay mắt. Là nghe, hay là có cần gái. Cảnh một giang hồ đánh ba không? Thôi anh cứ tới ngày dây đánh với lại dây dây tán anh cầm cái thanh long là anh quất liền điển không quất không vậy? Thôi tội nghiệp ba em à, chú đạo diễn nghe gái tôi nó có kinh nghiệm về mấy cái dây đèn mờ đó. gái tôi có kinh nghiệm về mấy dây đèn mờ cái dây gì em thì làm kinh nghiệm mới cái dây đầu tiên dây gì kinh nghiệm có dây đèn mờ ý là mấy quán cà phê đèn mờ đúng không ý ba nói vậy đúng không làm phục vụ trong đó vậy đó làm cô bé một trường tương nước đàn ta thôi sáng được hết á không được ba đưa bả lên làm chủ được đó chủ cũng được chủ như là mấy dây phục vụ tương nước thì được chứ đừng làm cái khác đừng làm dây khác trong đèn mờ nói chung là thôi cứ đạo diễn cứ thấy cái nào mà cho nó không cần là phải là cái gì đó nó quá lâu nó quá gọi như là cái dai gì mà nó lướt cũng được miễn sao là rồi, không? Dạ không dạ cũng được luôn dạ cũng được luôn cái bóng không hả kỳ vậy cho vậy? Em thấy cái mặt xíu đi à thấy cái mặt dạ. Lúc đó đi ngang té nữa thì còn đứng trong bộ phim vẫn thấy cái mặt còn đi mà chỉ cần thấy cái bóng lướt té được đó con cũng được rồi ba thấy té là phải đặt tả con hiểu không phải hả chỉnh được cái cạnh thấy được cái mặt té là phải té phải có đặt tả liền đặt tả dính cái cận con không em mà dạng như này em vô đốt pin chừng một pin hai pin đóng dây từ nhỏ lên đốt không hả nút 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 vừa luôn à nút em luôn phải không sao mà nút sao mình nút nút được nút chứ con không phải nghề dạy nghề nên là cái nghề mình nó hay lắm có để mới đầu mình không quen sau này mình quen rồi dạ tự tin nó cái nghề nào cũng phải cố gắng nghề nào cũng vậy không, nhưng mà nay mình không phải là diễn viên không là nghề mình là vô mình những cái vai mà gần mình nhất á dễ diễn á dạ nào mà em thấy cái gần mình nhất á gần nhiều nhất á gần nhất dễ diễn chứ còn quá thân mình danh dự khác là phải có trường lớp kỹ năng rồi phải có chuyên môn mà nói chung hồi giờ thì em kinh doanh là chính à chứ đâu có biết diễn cũng đâu có biết hát hò gì từ khi mà nhận sư phụ xong rồi sư phụ cũng hỗ trợ rồi cũng hướng dẫn nhiều á thành ra là em hát hò hay là cái gì đó nó cũng dễ hơn dạ làm phim cho kênh em được mà làm phim kênh em hả hay là phim em đóng rồi em chưa nghĩ tới đâu rồi mình đam mê làm hết vậy đó hả giống như hồi xưa anh mấy tụi anh cũng thích hát karaoke cái tự nhiên muốn làm ca sĩ cái vô thu đó thu xong về để đó đến giờ đừng lấy ra coi đâu nhớ không ngày xưa okay, thu nghe rồi karaoke rồi bắt đầu sau này biết xíu ghi hình có đầu thu hả thu cho mấy ca quán karaoke thu giùm mình á dạ dạ nó lên 50.000 bài đó sau này lên 100 mà thôi sinh viên làm gì có tiền cái vô thu bao đứa hùng vô thu cái clip thu cái album đĩa này nè mà cái tiếng muốn hình dạ sau này tập tành làm hình này nọ rồi gắn vô
thật sự là để làm kỷ niệm. Em làm cái phim kênh em cũng được như vậy. Cái đó bởi... cái đó anh Khương có làm cho em mấy clip rồi đó. Làm phim luôn á? Không, MV thôi. MV. À, ca nhạc hả? Dạ. Khương này đang đu ca nhạc quá trời nè. Dạ. Đó, anh Khương hỗ trợ rồi hướng dẫn rồi đẩy phát thì tự nhiên các em cũng đi thu được, cũng có cái mình hát mình để lại thích trên không, kênh. Thích không? Dạ thích. Đúng rồi, đó từ từ. Dạ. Giống như vậy á, giống như mới đầu mình thích hát cho mình thu. Dạ. Sao thích diễn cái mình làm phim nhỏ nhỏ ngắn ngắn giờ làm quá trời. Dạ. Nhiều người rất thành công cái đó nha. Tại vì dạ. Bình thường họ không có rồi, vô trường lớp á. Nhưng mà sau này em thấy rất là nhiều thì bạn rất là thành công. Có khả năng. Dạ. Yeah. Có năng khiếu đúng không? Có năng khiếu mà, nữa. Mà không ai phát hiện hoặc là không có điều kiện thích cũng không có điều kiện đấy. Bây giờ rất là nhiều bạn. Mấy cái phim ngắn, mấy cái short rồi đó. Dạ. Là tư duy là hay lắm. Dạ. Anh cũng có coi những cái đó, anh cũng không hỏi chứ. Trời, cái tuổi trẻ thì suy nghĩ ghê lắm. Dạ. Hay. Sau này cái nền tảng mạng xã hội này làm cho nhiều người bộc phát những cái khả năng của mình. Ủa, thì dạ. Chốt lại có cho da không anh? Hay là ăn trái thanh long nữa anh? Ăn rồi đó, nãy cho cái dai trước ngăn của mình té cái bịch đó, thấy cái mặt đó. Thì giờ ăn thôi. Trên đứng lâu nữa sao? Trời giờ chắc... trái nữa thì nhiều khi là đứng được 2 giây. Cho cái dai đi bán thanh long. Nghề buôn bán đúng không? Không. Không, nghề buôn bán hoặc là... Cho em cái dai á là đi bán thanh long, rồi bị đô thị được, chạy, rồi rớt tay thanh long, em té nhưng mà đặt tả tay thanh long thôi. Không té mặt luôn? À, không đặt tả em. Thì sư phụ chị ác dữ. Ít nhiều phải cho cái tay lụm chứ thanh long. Đặt lẽ tay không? Trời anh nữa. Anh nữa. Ê, quên. Mẹ ăn cho thanh long rồi, phải cho người ta thấy cái mặt. Bây giờ ăn thêm trái nữa nha. Ăn thêm trái nữa nha. Trái nữa nhiều khi được 2-3 giây á ba. Được 2-3 giây á. Còn 4 trái nữa. Chạy ngang, đô thị rớt cho thanh long. Đô thị dí rớt cho thanh long. Đặt tả cho thanh long. Bây giờ là đặt tả tới cái tay rồi nè. Đặt tả cái mặt khóc không? Khóc luôn mà không rớt lên không cần nó khóc à. Khóc liền anh bây giờ nó mất tiền là khóc. Vậy đó. Làm không có tiền cũng khóc. Dễ khóc hơn nghĩ về gì đó. Như em nói. Đó, em thấy hồi giờ ít mấy cái đó em ít khóc được. Không, em nghĩ đến cha đến mẹ là được. Không, thật sự có nhiều người ta sẽ từ cái suy nghĩ họ. Họ mới nói ra. Dạ. Họ từ từ đại diện ăn thêm trái nữa đi. Đại diện. Ăn cái trái rồi. Hồi nãy đặt tả tới cái tay rồi đó. Anh mà nhận Dung vô diễn là anh ăn thanh long mà xỉu luôn. Ngọt lắm. Dạ. Con nhìn ba, con thấy ba xấu quá con khóc được mà. Xấu quá xỉu chứ khóc. Thôi. Xấu quá là xỉu, khóc. Xấu thì chứ xỉu. Ủa cô bác, thấy hai mặt giống nhau không cô bác? Nay em phát hiện được anh của anh. Không mà thấy giống sinh đôi lắm đó, luôn á. Đó. Bây giờ hai mặt y chang không? Anh đủ của anh á. Anh thất lạc. Kêu chú đi con. Chú. Dạ. Chú. Nhưng mà gọi là chú hay là gọi là sư huynh? Sư huynh thôi. Dạ. Kêu chú thì dạ, da nó nhiều hơn. Dạ. Mình là người nhà. Không, nhiều khi tăng cấp độ lên chưa chắc đã da nhiều hơn á ba. Mình là người nhà, mình được da nhiều hơn. Dạ. Chứ còn kêu là sư huynh không thì, thấy không? Lúc được lúc không. Sư huynh mà. Dạ. Sư huynh rồi chốt vậy ha. Vậy chốt vậy là có dai chưa? Ai biết đâu. Tới có phim thì có gọi thì có dai cũng gọi thôi. Vừa nói là anh chỉ ghi nhận là trái thanh long có dài đó. Dạ. Yeah. Ý là trái thanh long có dài. Người bán thanh long đang tìm. Anh đang tìm bán thanh long. Thì cũng được nữa. Cái dài đó cũng được sao nữa. Đi, trong quá trình mình đi đây ra. Coi thái độ sao ạ? Không, mình sẽ có một số clip nữa em thử luôn. Dạ yeah, anh. Ra biển này nọ hay gì đó. Gì? Bơi cũng dám nữa. Dám vừa bơi vừa là diễn luôn. Mấy cái dài đó là chưa yeah. Dài đó còn không biết bơi bơi. Mấy cái dài đó không biết bơi. Dạ. Rồi thôi giờ mình đi. Giờ đi hả? Giờ đi ra để chuẩn bị. Dạ thì nãy giờ thì ngồi nói chuyện với lại đạo diễn với lại sư phụ cũng hỗ trợ. Biết là đạo diễn thích ăn thanh long á cả nhà. Thì nãy giờ Dung cũng xin được một dai rồi đó. Nhưng mà mới thấy đặt tạ cái trái thanh long thôi rồi tới cái bàn tay rồi còn từ từ nữa sau hai ngày học để đổi đời để coi là cái thái độ như thế nào đó thì từ từ lên tới cẳng tay hay là lên tới mặt nữa thì từ từ mới biết sau. Dạ thì cũng biết ơn sư phụ thì hôm nay có thêm biết thêm một sư huynh nữa và không ngờ lại có sư huynh nổi tiếng như vậy nữa không biết luôn. Dạ rất là biết ơn anh luôn. Thôi, không biết mà không biết luôn mới đau chứ. Không biết là không hồi giờ nghe anh, hồi giờ nghe anh nhưng mà không có biết là đệ tử của sư phụ á. Không, mai mốt tôi tập trung lại quy đáp đệ tử Hương Dừa á, nổi tiếng không?
Dạ. Thế. Dạ. Thế. Còn Lê Nam Tường Vi tùm lum á. Tường Vi. Đó. Bé Tường Vi, bé xinh xinh đúng không? Bé hồi đó đâu đông cái gì ta? Á, bỏ chữ Tường Vi á. Em có nhỏ răng khôn cho Tường Vi mà. Đó. Dạ dạ. Rồi thì cũng rất là biết ơn sư phụ. Có dai rồi đó cả nhà. Còn cái nào thì chưa biết. Dạ cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, dạ cảm ơn bà Giang. Cảm ơn con bác, chúc bà con bác nhiều sức khỏe à. Dạ, cảm ơn cả nhà. Bà.